Thế rồi đỡ sao được. Vãi chưa. Vãi trưởng luôn, hùng hồ chạy vào bóng kìa. Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các ơ cao trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ác tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS, sò tiện lợi và đặt mua ác BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với HCG Nam Dương. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi trải nghiệm món hàng Icon The Moment tiếp theo. Đó sẽ là trường hợp của Hugo Sanchez. Hugo Sanchez mà trước đây anh em đã từng biết ở phiên bản Icon thường này, thì đây là một con hàng cũng rất là ok, lối chơi đọc chạy điển hình. Con này có một cái tốc độ vượt trội, cùng với đấy là cái khả năng chạy chỗ di chuyển rất là thông minh, nên là rất dễ để anh em tiếp cận. Và đến với cái phiên bản Icon The Moment này thì con hàng này cũng có những cái nâng cấp thực sự rất là đáng chú ý. Đó chính là về phần chân không thuận, chân phải của Hugo Sanchez từ 4 sao được nâng lên 5 sao rồi. Đây là cái điểm đáng chú ý nhất của cái phiên bản Icon The Moment này. Còn thực sự mà nói thì những cái điểm chính của phiên bản Icon thì con này gần như là được búp thêm thôi. Đó chính là mặt tốc độ, khả năng sút bóng, rồi về mặt kiểm soát bóng, về mặt thể chất cũng vậy. Còn một cái điểm đáng chú ý tiếp theo đó chính là về phần AI danh tiếng này, thì Hugo Sanchez từ phiên bản Icon lên Icon Moment cũng lên từ siêu sao lên đến huyền thoại rồi. Như vậy là cái khả năng di chuyển không bóng cùng với lại cái độ thông minh của cái phiên bản Icon Moment này mình cũng đánh giá là nó sẽ cao hơn so với phiên bản Icon. Còn về bộ chỉ số ẩn thì chúng ta vẫn sẽ có những cái chỉ số ẩn rất là đáng chú ý, đó là sút xoáy, tinh tế và đánh đầu mạnh. Ở phiên bản này thì chúng ta sẽ được búp thêm chỉ số ẩn sút và tạt bóng ngoài nữa. Hugo Sanchez thì có sở hữu thêm team Color Real Madrid, cùng với đấy là Atletico Madrid, nhìn chung cũng khá là ổn, anh em cũng có thể đổi gió xoay tua. Và mình nghĩ là với cái mức độ chất lượng của con hàng Icon The Moment này hoàn toàn có thể là kép chính để anh em có thể sử dụng và thi đấu liên danh. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về Apple 4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đâu đá con phím này nó cứ có cái độ hơi trễ. Sanchez, ui ui, C7 không đớp được. Bây cảm tốt nhỉ, hay quá. Hugo mày xử lý bóng rất nhanh luôn, mượt. Tỷ số nó tăng thì tăng đều tầm cứ 1-2 điểm. Ông chả đáng để anh em phải phân vân quá nhiều. Có lực thì chơi dài thì anh em cứ đâm những phương án đấy thôi. Tốt nhỉ, Hugo Sanchez. Rất tốt Hugo Sanchez. Đẹp mù lời lều hoàn, cặp với nhau anh em. Đây rồi. Ui dồi, Sanchez. Đây rồi. Ui, mạnh quá. Ăn luôn. Hơi khó rồi. Đá có thể không hay mà chiêu trò này phải rất nhiều. Đây rồi. Đỡ sao được. Hugo Sanchez nó có đánh đầu mạnh anh em ạ.
Vãi trưởng luôn, Hugo chạy vào bóng kìa. Em mượn ác mà thế anh em. Vãi trưởng. Tôi thấy hở và tôi rét về bố hơi nhanh. Nếu được, quả đấy rồi mình chỉnh hướng sai. Đây rồi, Sanchez. Ok, sau khi mà đã trải nghiệm xong con hàng Hugo Sanchez phiên bản Icon of Movement này thì mình sẽ nốt lại cho anh em một vài điểm như sau. Thực sự đây là một con hàng rất đáng sử dụng trong cái meta 9.3 này. Nó rất là thích hợp dành cho cái lối chơi phóng và đóng khi mà có một cái tốc độ cực kỳ vượt trội, khả năng di chuyển tách bóng cực kỳ là nhanh, và theo mình thấy là cái mức độ phản ứng của nó là rất tốt cho những cái đường chọc. Theo mình thấy là cái độ phản ứng của nó rất tốt trong những cái tình huống mà tiền vệ đang cầm bóng, thì gần như là con hàng này hoàn toàn có thể nhận đường chuyền chọc khe xuống phía dưới khu vực cấm bất cứ lúc nào. Tuy vậy, nếu mà thi đấu ở vị trí ST thì Hugo Sanchez sẽ có xuống là chạy rộng hơn so với những con hàng cùng vị trí, đó là kiểu dạng Rô Béo Icon hay là Eto Icon. Đây, những con hàng nó xuống bám cắm hơn khá là nhiều. Trường hợp của Hugo Sanchez này thì nó sẽ rất phù hợp dành cho cái vai trò là đá cặp cùng với một con hàng có cái thể hình thể chất cao to, khả năng làm tường tốt, thì nó sẽ phát huy được tối đa cái điểm mạnh của Hugo Sanchez, đó là về mặt chạy chỗ di chuyển. Và cái điểm mà mình thực sự hài lòng với phiên bản Icon of Movement này đó chính là việc mà Hugo Sanchez đã được bút lên 2 chân 5 năm. Thì rõ ràng là cái phương án để mà dứt điểm với Hugo Sanchez nó sẽ đa dạng hơn rất là nhiều, với lại rất là nhiều góc sút khác nhau. Và đặc trưng của con hàng Hugo Sanchez này đó là những cái tình huống ZD, anh em nên tận dụng triệt để với những cái tình huống mà đặt lòng của Hugo, tại vì đây là cái điểm cực mạnh của cầu thủ người Mexico này. Một cái điểm rất là đáng chú ý nữa của Hugo mà mình cũng cực kỳ thích đó chính là khả năng không chiến cực kỳ là nhạy cảm và cái độ sát thương rất là cao trong những cái tình huống lắc đầu nếu mà đã chọn được vị trí thuận lợi. Nhìn chung là với mức giá khoảng hơn 500 tỷ mà anh em có thể đầu tư con hàng này ấy, thì đây là một cái phương án cực kỳ chất lượng để anh em sử dụng với lại những cái team caller đó là Real Madrid hay là Atletico Madrid, và nó cũng hoàn toàn có thể xuất hiện trong những cái team quốc dân của anh em. Cái mức độ chất lượng của con hàng này nó là không hề kém cạnh so với những cái con hàng mà nó thuộc dạng là top quốc dân thời điểm hiện tại.